Ừ, ở đây các cái đáp án của chúng ta thì có gồm có là gì ạ? Tô sô cẳng, ừ. tô sô cẳng, à. tô siêu cẳng và siêu cẳng. Thì ở đây chúng ta sẽ là đáp án nào ạ? Ừ, ở đây thì chúng ta sẽ có thể là gì ạ? Dựa vào cái phần chính tả để chúng ta có thể điền được đáp án chính xác. Đó là cái phần là gì ạ? Chúng ta sẽ chọn là đáp án số 2 đúng không? À, xin thấy là bạn Hoàng Văn Sứ có đáp comment là đáp án số 2 chính xác rồi nhá Hoàn Naki đáp án số 2 đúng không? Rồi, rồi chúng ta có là gì ạ? Tô sô đáp án số 2 đúng không ạ? Câu này có nghĩa là gì ạ? Tôi đã hẹn gặp với cả cô ấy, cô ta hoặc là bạn gái đúng không? Tôi đã hẹn gặp cô ấy hoặc là bạn gái ở trong thư viện. Đấy, machi awase là là, là, là gì ạ? Có cái sự hẹn hò. Machi là lấy từ động từ là machimas đúng không? Là đợi chờ này, awase đúng không? Machi awase mas là đơn giản nó là cuộc hẹn thôi. Đấy. Ok, câu số 2 này, câu số 2. Nani nani wa hachiji goro kaette kimasu. hachiji hey. goro kaette kimasu. Ừ. chữ này là chữ gì ạ? chữ này là chữ FU, có nghĩa là chồng đúng không ông chồng đúng không ạ ông chồng thì ở đây nó chính là gì ạ chúng ta có bốn đáp án phư này ô tổ này rồi là bự này rồi là ô tổ thì đáp án ở đây nó chính là đáp án số 4 đúng không ạ ok bạn hoàng chiến nhé bạn xứ nhé à, đáp án số 4 đúng không ạ ừ, aki cũng là đáp án số 4 đúng không rồi chúng ta sẽ có là gì ạ ô tổ ạ hachiji thì cái cụm cái ở đây nó sử dụng cái mẫu ngữ pháp vt tức là gì ạ làm cái gì đó quay lại cái vị trí ban đầu quay lại cái vị trí nói của mình đúng không ạ? Ờ mình Vân Nguyễn ờ đáp án thì là hai là đúng rồi nhưng nó sẽ là đáp án số 4 nhá. tổ, cốt tổ không phải là ô tô nhá. Ok, Hoàng Thương ok, Xuân Trần Văn. Ok. Cái đáp án của chúng ta sẽ là gì ạ? tổ, đáp án số 4, cốt tổ ạ. Ừ, 8時頃帰ってきます. Ừ, chồng tôi thì đã làm sao? Chồng tôi khoảng 8 giờ thì sẽ về đây. Cái climax ở đây thể hiện là gì ạ? Là về đây, về cái vị trí của mình ban đầu. Ok, câu số 3 này, câu số 3 nhá. Uh, ừ uh ừ, chúng ta có là gì ạ? Riori, riori, uh, riori, uh, riori. Ừ, ở đây là cái bài toán nó liên quan đến cái phần trường âm thôi đúng không? Chúng ta hoàn toàn có thể dựa vào cái phần chính tả. Và đáp án đúng của chúng ta sẽ là đáp án số 1. Xin thầy thấy là gì ạ? À, các bạn là rất là chọn 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 rất là đúng vào cái đáp án số 1 đúng không? Đấy chúng ta sẽ có là gì ạ? Thai đi Tomodachi to thai ikimashita. Tôi đã đi cùng bạn đến cái cửa hàng đồ Thái đúng không? Tôi đã đi cùng bạn đến cái cửa hàng đồ ăn Thái. Đấy. Đồ ăn Thái các bạn có biết nhiều món lắm. Sensei biết có mỗi món đó. lẩu Thái, chua canh đúng không? Ok. Câu số 4 5 6 chúng ta có thể nhìn cùng để mà làm trước nhé. Câu số 4 này. Haha ga nani nani de seta o tsukutte kuremashita. Ha ha ga nani nani de seta o tsukutte kuremashita. Chúng ta có cái cụm là gì ạ? Ừ, <laughs> seta là cái cái gì ạ? Là cái áo len đúng không? Tsukutte kuremashita. Tsukutte, tsukuru đúng không? Làm cho sản xuất làm ra đúng không? Kuremashita là làm cho mình đúng không? Tức là mẹ tôi đã làm cho tôi cái áo len. À, đế ở đây thể hiện là gì ạ? Bằng cái gì đó đúng không? Thì ở đây chúng ta có là gì ạ? Đáp án là gì ạ? ở ờ, Naki đáp án số 3 đúng không? Ok, đáp án của chúng ta là đáp án số 3. cây tổ kê tổ nó là sợi len. Sợi len. Ở ờ, chữ này là chữ um, ở đây thì nó, nó là gì ạ? Đơn giản nó là cái 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 sợi là sợi 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 lông tơ ấy. Đấy kiểu như vậy là nó ở đây nó có nghĩa là sợi len tức là nôm nay, cái câu này nó có nghĩa là gì ạ? Là uh, mẹ đã làm cho tôi một chiếc áo len bằng cái sợi len. Nghe cũng hơi buồn cười nhỉ. Ok, cây tôn nó là sợi len các bạn nhé. Rồi câu số 5 này, câu số 5 aoi, aoi gì ạ? Nani nani no kasa o uh, sashite uh, dekakemasu. Sashite o uh, dekakemasu. Kasa o sashite, kasa o sasu. Nó có nghĩa là gì ạ? Bung cái ô. Rồi là gì ạ? Bung ô, bung dù đúng không? Đấy, thì có nghĩa là gì ạ? Cái ô đấy nó làm sao? Uh, ở đây chúng ta có chữ thủy với chữ, chữ ngập đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta sẽ đọc nó là gì? Ok, đáp án của chúng ta sẽ là gì ạ? Mizutama nhé Mizutama nhé, xứ sáng eh, Mizutama nó có nghĩa là gì ạ? À, ờ, thì nó là cái hình giọt nước Hoặc là chúng ta có thể hiểu nó là cái hình chấm bi cũng được Đấy, tức là nona nó là gì ạ? Tôi đã bung cái Tôi bung cái ô uh, chấm bi màu xanh ra Rồi là gì ạ? Đi ra ngoài Đúng không? Dekakemas À, ra ngoài Câu số 6 này Câu số 6 Konomachi ni Nani nani na Otera ga arimasu machi ni ở trên cái con đường này, ở trên cái con đường này đúng không? Rồi, ở à, ở đây chúng ta có là gì ạ? À, hữu danh đúng không? Hữu danh tức là có danh tiếng, danh tiếng tức là nổi tiếng đúng không ạ? Đấy chúng ta sẽ là gì ạ? Yume đúng không? Yume thì ở đây nó sẽ là đáp án số 3 đúng không? Yume. Yume na otera ga arimasu. Ở trên cái con đường này thì làm sao? Có một cái gì ạ? Có một cái ở à, ngôi chùa rất là nổi tiếng. Ừm Ok, các bạn đều chọn đúng là đáp án số 3. Câu này thì khá là dễ đúng không ạ? Chúng ta có thể hoàn toàn dựa được vào là cái mặt chữ Hán hoặc là chúng ta cũng có thể dựa vào cái phần từ vựng. Thấy có cái Yume nó có vẻ là hợp lý nhất đúng không? Ừ. Ok, đối với cả cái dạng bài này thì chúng ta sẽ cần là gì ạ? À, nói chung là cũng khá là cần nhanh canh nhanh mắt đúng không? Ok, OK, chúng ta đến với cả cái phần tiếp theo, câu số 789 nào. 789 nhé Mọi người có thể là gì ạ? Comment xem trước rồi comment đáp án cho Sensei nhé Ở cái dạng bài ở dưới của chúng ta này, ở cái dạng bài ở dưới của chúng ta thì đây là cái dạng bài mà chúng ta sẽ ở uh, nó sẽ nói nào nhỉ? Nó sẽ khó hơn một chút. Ở cái điểm là gì ạ? Nó cho cái cách đọc và mình sẽ phải tìm cái viết đúng không ạ? Và đôi khi thì chữ tiếng Nhật các bạn nhìn rõ không? Chữ tiếng Nhật thì nó nhìn nó sẽ hơi lằng nhằng, chữ Hán nó sẽ nhìn nó hơi lằng nhằng một chút đúng không ạ? Rồi ok. Câu số 7 này. As no deito tổ no o erabimasu Ừ, erabimasu có nghĩa là lựa chọn đúng không? Các bạn mà đi thi hay là các bạn làm đề có thể là nghe thấy cái câu là Erande kudasai đúng không? Tức là gì ạ? À? Hãy lựa chọn, lựa chọn cái, cái, đáp án chính xác đúng không? Đáp án của chúng ta câu này là đáp án số 3 nhá, chính xác. Câu này chúng ta chính xác nhá, Diễm nhá, Dương nhá, Hoàn nhá. Câu đại này đáp án số 3 nhá. Ở uh, Ashita de to no yofuku o tôi sẽ chọn cái bộ Âu phục của cái buổi tiệc ngày mai của cái buổi hẹn hò ngày mai đúng không? Đấy. Câu số 8 này Kino mita ega wa totemo omoshiro katta desu Đáp án của chúng ta câu này nó sẽ là gì ạ? Ừ. Cái bộ phim mà tôi đã xem ngày hôm qua thì nó rất là thú vị đúng không? Ega đúng không? Đáp án chúng ta là sẽ là gì? Đáp án của chúng ta là đáp án số 4 Ega đúng không ạ? Rồi ok Ega ừ. Cái bộ phim ngày hôm qua đúng không? Đã xem ngày hôm qua thì nó rất là uh, thú vị đúng không ạ? Ok Tiếp này, câu số 9 này Kodomu tsurete yoku e ikimasu Tức là gì ạ? Tsurete, ở đây nó có nghĩa là dẫn Đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta sẽ có nghĩa là gì ạ? Tôi thường làm sao? Tôi dừng rất là hay Rất con tôi uh, đến công viên Đúng không ạ? Đi đến công viên Chúng ta có là gì ạ? cô ở đây là đáp án gì ạ? Hmm loại bỏ đáp án số 1 với cả đáp án số 3 đi đúng không? Chữ đầu tiên nó không phải là chữ công đúng không ạ? Công viên đúng không? Đáp án số 2 đúng không ạ? Đáp án số 2 chính xác đúng không? Ok. Rồi câu số 10 11 12 các bạn có thể nhìn cho trên này. Ờ rồi ok câu số 10 này. Tomodachi to oshaberi shinagara o nomimashita. Oshaberi nó là gì ạ? sư đự nó là tám chuyện nói chuyện đúng không? Nói chuyện phiếm đúng không ạ? Tức là gì ạ? Ở đây sử dụng cái mẫu ngữ pháp Nagara vừa làm cái này vừa làm cái kia. Tôi làm sao? Tôi vừa nói chuyện phiếm với cả bạn, tôi vừa tám chuyện với bạn, tôi vừa làm sao? Ừ, uống trà. Cô trà ở đây nó là gì ạ? Ở à, chữ Hán nó là hồng trà nhưng mà dịch ra nó là cái trà đen đúng không? Đấy, cụ trà. Đúng không? Vậy thì đáp án của chúng ta là đáp án số mấy nhỉ? Ừ.

đáp án số 2 thì nó sẽ là xích trải đúng không? Thế thì đáp án số 1 sẽ là đáp án chính xác nhá. Ok, đáp án số 1 nhá. Cô chạm đáp án số 1. Ok, câu số 11 này. Koko ni kuru to ở gakusei no toki o omoidashimasu. Ừ, omoidasu, omoidasu có nghĩa là gì ạ? À? À, tưởng nhớ hay là gì ạ? À? Nhớ ra, đúng không? Thì ở đây nó sẽ là đáp án gì các bạn nhỉ? thương chọn câu 10 đáp án số 3. Ừ, câu số 3 thì không phải nhá, câu số 3 là hạt trà. Mặc dù chúng ta hiểu cái 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 cái, cái hồng trà này nó là trà đen đúng không? Nhưng mà cái chữ chữ hạ nó là chữ hồng nhá, không phải chữ hạ nhá. câu số 11 nhá, chúng ta sang câu số 11 nhá. cô ni tội hễ mà cứ đến đây, hễ mà cứ đến đây, hễ mà cứ tới đây đúng không? Ờ gakusei no Tức là gì ạ? Là tôi lại nhớ về cái thời học sinh. Đúng không? cái tôi lại nhớ về cái thời học sinh tôi lại nhớ lại cái thời học sinh đấy thế ở đây đáp án của chúng ta sẽ là gì ạ hmm. cả bốn cái đáp án của chúng ta đều có chữ tư và chữ xuất đúng không thế thì ở đây nó chỉ là vấn đề liên quan đến cái phần chính tả thôi nó sẽ là đáp án số nó sẽ là đáp án số mấy trời ơi số 3 về số 4 số 3 về số 4 đều được cc quê mất tại sao cc lại mắc một cái lỗi này nhỉ số 3 về số 4 đáp án giống nhau các bạn ạ trời ơi tôi hồ đồ quá rồi, đáp án số 3 và số 4 đều ok nhé các bạn nhé Câu số 11 đáp án số 3 và số 4 Rồi, cố tình làm thế để xem các bạn có tương tác Các bạn có nhận ra không đấy Chả nhận ra cả, buồn thế Rồi, câu số 12 nè Câu số 12 Tokidoki chikaku no minato o mi ni ikimasu Đáp án ở đây nó sẽ là gì các bạn nhỉ Tokidoki chikaku no minato o ikimasu đúng không? Tức là gì ạ? Thỉnh thoảng thì tôi làm sao? Tôi đi xem, tôi đi ngắm cái 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 cái, cái bến cảng ở, ở gần đây đúng không ạ Thế thì ở đây cái chữ Minato Cái chữ cảng nó sẽ là chữ gì ạ Rồi ok Câu số 12 đáp án Xin xin sẽ đưa ra là bản số 2 Đúng không Ok bạn Hoàng Thương đáp bản số 2 Đúng rồi nhá Rồi Phú Võ đáp bản số 2 Ok Minato chữ cảng đáp án số 2 Đúng không ạ Rồi cái chữ cảng này nó còn xuất hiện Ở trong cái từ cư cô ấy Không cảng đúng không Sân bay đấy ạ Ok Rồi chúng ta sẽ đến với cả cái phần tiếp theo cái phần mà cái phần vừa rồi nó là cái phần muji nó liên quan đến chữ hán chúng ta sẽ cần quan tâm rất là nhiều đến cái mặt chữ cũng giống như là cái chữ viết thông thường thì đối với cả cái phần chữ hán thì có một cái lời khuyên cho các bạn là đừng có coi đấy là một cái môn học tách biệt đừng có coi đấy là một cái môn học tách biệt mà các bạn hãy học cùng với cả những cái từ vựng thì cái lượng từ vựng và cái lượng chữ hán lâu dần chúng ta sẽ có một cái uh, số lượng nó cao hơn tăng lên và kể cả kể cả về số lượng hay kể cả về chất lượng này ok câu số 13 này câu số 13 chúng ta đọc nhé ở news đề vọng như sử chúng ta có mẫu câu trúc là na nó có nghĩa là gì ạ là phải làm một cái gì đó đúng không như dự đề vọng ở trong cái phần tin tức thì phải làm một cái gì đó này .本当のこと,本当のこと là những cái gì ạ những cái sự thật Đấy. như các bạn đã biết là gì ạ à, ở trên uh, mạng rồi là uh, thời buổi bây giờ nó có rất là nhiều cái fake news đúng không? Đấy, thì uh, gì ạ à, cái này là phải làm sao phải làm sao cái 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 cái, cái uh, việc thật cái sự thật đúng không ạ thì ở đây chúng ta có là gì ạ đáp án số một mư kết hợp với cả là gì ạ đuôi thì chúng ta là có mư cây tự nó chính là gì ạ đón đúng không tô tự thì nó là đi qua đúng không? đi qua đấy đi qua một cái địa điểm nào đó Ờ, nó là chữ hán nó là, là chữ thông đúng không ở trong bốn đáp án này nó có một cái đáp án đáp án số 4 nữa nó là watari, uh, watarana kể để bàn harimasen xuất phát từ cái cấu trúc à, xuất phát từ cái từ vựng là wataru wataru thì nó có nghĩa cũng có nghĩa là gì ạ đi qua nhưng mà là gì ạ đi qua là băng qua cầu đi qua đường đó uh, tsutaeru nó có nghĩa là nhắn gửi đúng không truyền đạt đáp án của chúng ta sẽ là đáp án số 3 đúng không? Trong cái tin tức trong cái phần bản tin ấy, thì chúng ta phải làm sao? Phải truyền đạt lại cho người ở đây là truyền đạt cho người nghe những cái sự thật, những cái tin tức thật đúng không ạ? Xem có đúng là đáp số 4 không nhá. Oame, chỗ này chúng ta là chữ Hán với chữ Hán chúng ta có chữ đại với chữ vũ, các bạn sẽ đọc là Oame hay là Daiame. Nó sẽ là Oame nhá. Oame de à ima wa densha ga nani nani imasu. Ờ à, chúng ta có bốn đáp án okute okute à, động từ của chúng ta là okuru có nghĩa là gửi này tomate tomaru có nghĩa là gì ạ dừng lại sugite sugiru thì nó có nghĩa là gì ạ trải qua hoặc là gì quá đúng không Nốt-tê. no có nghĩa là lên tàu lên xe đúng không lên tàu lên xe đấy thế thì ở đây nó là gì ạ ở đây chúng ta sẽ có là ừ, cái đáp án của chúng ta sẽ là đáp án số 2 đúng không ạ? Bởi vì cái cơn mưa lớn thế nên là bây giờ thì cái con tàu nó làm sao ạ? Nó đã bị dừng lại do mưa lớn đúng không? Ok, câu số 15 nào, câu số 15. Hmm. Câu số 15. Đấy. À, chúng ta sẽ có là gì ạ? You đúng không? Cái chữ này lúc nãy chúng ta vừa đọc rồi. You may na hai you ga ở de nani nani mashita. Các bạn có thấy cái từ hai you các bạn đã bao giờ nghe thấy cái cái cái, cái cụm từ là làn sóng hai you chưa? Uh, thực ra thì đây nó là cái từ mà nó chúng ta đang muốn nói về cái sự là gì ạ? À về cái nghệ sĩ và thực ra là ở trong cái văn hóa thì là nó có thể là gì ạ? sẽ nói về thường là nó sẽ nói về những cái người mà kiểu như là những cái nghệ sĩ từ bên Hàn Quốc ấy, idol K-pop các kiểu ấy. Đấy nhưng mà thực ra thì cái nghĩa gốc của cái từ you này nó là gì ạ? cái người nghệ sĩ thôi. Đấy, "Yume you haiu ga nani de Chúng ta có ở đây là gì ạ? "Naku nari, naku Có nghĩa là mất chết đúng không đấy à, nó 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 là một cái từ nói tránh một cái từ chết ra đấy ina cự na thì có nghĩa là biến mất à, mất tích đúng không đấy ở ochimashita ochi thì nó có nghĩa là rơi đúng không à, và chushi chiu si sư đự sư thì nó có nghĩa là gì ạ là cấm ngừng lại vậy thì đáp án của chúng ta ở đây nó sẽ là gì ạ đáp án của chúng ta sẽ là đáp án số 1 đúng không là gì ạ à, cái người nghệ sĩ rất là nổi tiếng thì đã bị mất vì vì bệnh tật đúng không ạ đáp án của chúng ta sẽ là đáp án số 1 nhé ok câu số 15 đáp án số 1 đúng không ạ câu số 16, 17, 18 các bạn có thể xem trước cho nên dê này bởi vì là cái 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 tốc độ like ấy, nó hình như nó hơi bị delay tí thì phải Thế thì nói xong rồi các bạn mới thấy cái comment của các bạn Các bạn comment nhiệt tình lên nhá Câu số 16 này Câu số 16 này à, Yama kara orite kita kuma o nani nani kudasai Kuma nó là con gấu Đúng không? Kuma nó là con gấu đấy, Ở Nhật Bản có một cái tỉnh là Kumamoto ấy. Có cái linh vật của cái tỉnh đấy Nó hình con gấu đúng không? Gấu đen đúng không? Tức là dễ thương à, à, Yama kara orite kita Tức là gì ạ? À, cái con gấu mà nó làm sao? Nó từ trên núi xuống ấy Thì làm sao ạ? nani nani cứ đã sai chúng ta có ở đây là modote modoru thì nó có nghĩa là quay lại này nigete nigeru thì là chạy trốn này uh, te, tsukameru thì nó có nghĩa là gì ạ ừ góm um, đúng không ạ và um, tote là lấy tô là lấy thế đáp án ở đây thì chắc chắn nó sẽ phải là gì ạ đáp án số mấy các bạn nhỉ đến đây rồi đúng không chữa như thế rồi đúng không thì chắc chắn là chúng ta sẽ là gì ạ ừ, um, ở chỗ này các bạn chú ý ở đây nó là cái trợ từ ố nhá. Cái chỗ này bạn thương chú ý đây là trợ từ ố nhá. Cứ mà ô tức là làm cái gì đấy, động nên con gấu chứ không phải là con gấu nó làm sao đấy. Nếu như mà nếu mà chúng ta nói rằng là gì con gấu hãy quay lại đi, gấu hãy quay lại đi, đúng không? Thì chúng ta sẽ là gì ạ? À Modote Kudasai thì đúng rồi, nhưng mà đấy là gì ạ? À cái hành động đấy là hành động của con gấu, còn ở đây là chúng ta sử dụng trợ từ ố tác động lên con gấu thế nên là gì ạ? Chúng ta sẽ phải chọn đáp án là gì? Ừm tsukamaete tsukamaete kudasai đúng không có nghĩa là gì ạ hãy cái con cái con gấu mà làm sao nó xuống xuống đây từ trên núi xuống đi đấy Thôi, câu số 17 nhá câu số 17 nhá ok 17 bạn thương chọn đáp án số 4 này rất là nhanh này đấy. ok chúng ta có là gì ạ chiyoi de koen no ki ga đúng không ở đây chúng ta có là gì ạ wareru 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 mashita wareru chúng ta có là gì ạ bể này, hỏng này nứt này vỡ này đúng không giá bư đê đự bư đê đự thì nó là gì ạ giá bư đê đự thì nó là gì là tan vỡ đúng không rồi cai đự cai đự thì nó là gì ạ trở lại à, trở về và ô đê đự thì nó là gì ạ à, quay à, gãy đổ đúng không gãy đổ thế thì đáp án ở đây chúng ta chính xác nó sẽ là đáp án số bốn oremashita chiyoi kaze de uh, koen no À, do cái cơn bão à, do cái cơn gió mạnh thế nên là gì ạ à? cái cây ở trong công viên nó đã làm sao gãy đổ mất rồi đúng không đấy ok câu số 18 nào câu số 18 nào mọi người đẩy view lên xe nhá câu số 18 nào kino no yoru sora ni nani ka nani nani iru no o mimashita ở đây chúng ta thấy cái là cụm là mi đự no, Đấy, mi tự nô no. tức là gì ạ cái chỗ nô no này chúng ta là gì ạ sử dụng để danh từ hóa cả cái cụ ở v ở đằng trước thế thì cái chỗ này thì thực tế ra chúng ta cứ mặc định coi cái ở đằng trước nó là một cái danh từ thôi và chúng ta dịch nó cứ bình thường rồi các bạn ạ không cần phải quá quan tâm đến cái việc là chúng ta dịch cái nô no nó là gì đâu và cũng hạn chế dịch cái nô no nó là việc đi bởi vì là việc thì nó không phải nó 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 là một cái cái ý nghĩa nó bị đóng đinh vào rồi thì chúng ta dịch đôi khi là nó 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 không được linh hoạt Đấy, thế đây là gì ạ cứ bỏ qua cái nô no, mạnh dạn bỏ qua cái nô no đi mà dịch Đấy. tức là gì ạ à, đã nhìn thấy cái 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 gì đó đã đang như thế nào đó đúng không ạ thì ở đây chúng ta có hikate hikate là động từ của chúng ta là có là tự có nghĩa là phát sáng ui nói đến đây thì thấy chính xác còn gì nữa đúng không hiete hiete là nguội lạnh đi đúng không à, chúng ta có là tsuite tsuite là gì ạ tsu cự tới nơi gọi là gì ạ it thì nó có thể là gì ạ yêu đúng không nó có thể là y cự đúng không y cự thì là gì ạ đi còn y tự thì nó có nghĩa là gì ạ à yêu thì nó có nghĩa là nói đúng không ạ? Đấy thì đáp án của chúng ta là uh, iiu no uh, mimashita. Uh, tối hôm qua thì tôi đã thấy một cái gì đó nó phát sáng ở trên bầu trời đúng không ạ? Thấy một cái gì đó nó đang phát sáng ở trên bầu trời. Đấy. Ok chưa ạ? Nổi câu số 19 này, câu số 19. Sono otoko wa, okane o totte eki no e mashita. nani mashita. Chúng ta có ở đây là tsukimashita. Tsuku cự thì nó có nghĩa là gì ạ tới nơi đúng không gặp rất là nhiều cái từ này ở trong bài ngày hôm nay rồi nokorimashita nokoru động từ của chúng ta có nghĩa là gì ạ còn lại đúng không? còn sót lại Đấy. còn sót lại eh, hakubimashita hakubu vận chuyển và nigeru nigemashita các bạn còn nhớ cái nigeru này nó có nghĩa là gì ạ lúc nãy ở trên có cc có nói rồi đúng không đó là gì ạ chạy trốn đúng không nigeru là chạy trốn Đấy. Có nghĩa là gì ạ? Cái 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 cái, cái người đàn ông đó ấy thì làm sao lấy tiền rồi là gì ạ? Chạy về phía nhà ga đúng không ạ? Đấy. đọc cái câu này thì thì chạy trốn về phía nhà ga. Đọc cái câu này Jensen lại nhớ đến cái bài hát là gì mà chạy về nơi phía anh ấy. cánh tay này dài rộng lắm. Đấy, cánh tay ở đây là cánh tay của mấy ông công an đấy. Rồi ok. Câu số 20 nào, câu số 20. Nhi hung de nani ichiban takai biru ga nani nani mashita Ừ. Thì ở đây chúng ta có là gì ạ? Ừ. không nay ít bằng Nó có nghĩa là cái 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 tòa nhà mà làm sao? Cao nhất Nhật Bản đúng không? Mashita đã, đã gì đó rồi đúng không? Ok, narimashita, naru Nó có nghĩa là trở nên, trở thành Dekimashita, dekidu Nó có nghĩa là gì ạ? Có thể hoặc là hoàn thành đúng không? tate mashita, tateru, nó nghĩa là xây dựng, tạo lập. Ờ uh, yobi mashita, yobu nghĩa là gì? Gọi đúng không? Ok, cái câu này của chúng ta đáp án sẽ là đáp án số 2 nha mọi người nhá. Số 2 nhá. Bạn uh, Huyền chọn đúng rồi nhá, không phải là số 3 hay là số 1 đâu nhá thương với cả bé con nhá. À bạn Lý cũng chọn đáp án số 2. Ok, số 2 là chính xác. Bạn Dung chọn đáp án số 3, 3 không phải rồi. Đáp án số 2 nha các bạn nhá. ga Kim cái tòa nhà cao nhất Nhật Bản ấy thì nó đã hoàn thành rồi đấy nhỉ Hoàn thành rồi đấy nhỉ, đúng không? Đấy thì ở đây thì nó có nghĩa là gì ạ? Là ở đây chúng ta thể hiện là cái cái tòa nhà nó được hoàn thành. Nadimas thì nó sẽ có nghĩa là trở nên trở thành thì 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 nó sẽ phải có một cái đối tượng gì đấy. Ví dụ như là cái tòa nhà này nó đã trở thành cái tòa nhà cao nhất Nhật Bản chẳng hạn, nó phải có chủ ngữ đúng không? Đấy. Còn là gì ạ? tate nó là xây dựng, nó là tạo lập ấy. thì thì thực tế ra ấy, thì nó có nghĩa là đã đã xây thôi, đã xây tức là nó mới khởi công thôi mới khởi công là coi như là đã là được gọi là đã xây rồi chứ chưa nói đến cái việc là nó đã xây xong hay chưa đấy thì là đáp án số 2 là được hoàn thành nó sẽ là đáp bản chính xác nhất ok đặng vũ thủy dương nhá góp ý rất là chính xác rồi câu số 21 22, 23 nhá chúng ta sẽ sang câu 21 22, 223 nào ừ. rồi câu số 21 này no doko ka de nani nani shite iru no lại gặp cái no ở đây này đấy iru no đấy no á 何々とってもああ悲しいことです。手洗いの根源はいいかば。 ở đây chúng ta có là kênh bứt sự sự nó có nghĩa là cái việc mà chúng ta tham quan đúng không kê ke thì là gì ạ kê ke bản thân cái nghĩa của kê ke danh từ thì nó là gì ạ kinh nghiệm đúng không eh, nhưng mà là gì ạ kê sư tự thì nó lại là trải nghiệm đấy à, uh, setsume setsume sư thì nó là gì ạ là thuyết minh giải thích à, uh, senso thì nó là chiến tranh đấy thì là gì ạ chúng ta sẽ là gì ạ senso sẽ là đáp án chính xác chiến nó là chiến tranh đúng không? Tức là ở đây cái nghĩa của câu này đó là gì ạ? Một nơi nào đó trên trái đất ấy cái việc mà một nơi nào đó ở trên trái đất vẫn còn chiến tranh ấy, thì đấy là một cái việc rất là đáng buồn. Đấy, ý nghĩa của câu này nó sẽ là như vậy. Câu số 22 này, câu số 22. À câu số 22 này, ờ à, TDBD ờ à, ichinichi ni mo, à, no news nani nani thì chúng ta có nghĩa là gì ạ? À, ở trên tivi thì nguyên cả một ngày không biết bao nhiêu lần là gì ạ? Có cái tin tức về động đất đúng không? thì ở đây chúng ta có lại chú ý chú ý thì nó có nghĩa là gì ạ? chú ý hoặc là chúng ta có thể hiểu rằng là nhắc nhở đúng không? đấy ví dụ như là uh, thầy giáo chú ý tôi về cái vấn đề này vấn đề kia thì chúng ta cũng có thể dịch nó là gì ạ? thầy giáo nhắc nhở tôi về vấn đề này vấn đề kia đúng không? kiosô eh, kiosô -so. -so nó là gì ạ? cạnh tranh đúng không? cạnh tranh hô sổ thì là gì ạ? cái sự là loan tin truyền tin đấy, phát thanh uh, truyền hình Đấy. và cô trộ cô trộ thì nó là gì ạ hỏng hóc thế thì đáp án ở đây của chúng ta sẽ là đáp án số 3 đúng không ừ, đáp án số 3 câu này lại không thấy bạn nào comment rồi trời ơi comment đi các bạn à có bạn lý comment này bạn dương comment này trời ơi nó cứ bị lag ấy bạn huyền cũng comment rồi bạn huyền còn comment này câu số 4 rồi trời ơi xe xin xin không nhìn thấy cái gì cả rồi số nó sẽ là chính xác đúng không tức là gì ạ không biết bao nhiêu lần trong một ngày mà đưa thì TV đưa tin về 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 động đất đúng không ạ? Câu số 23 này, Daisuki na no chinu nani nani shimaimashita. Nani nani shimaimashita. Bốn đáp án của nó đều là sử dụng thể T đúng không? Trước hết thì chúng ta ôn tập một chút về cái thể T, T shimaimashita nó có nghĩa là gì ạ? À, làm một cái gì đấy rồi hoặc là gì ạ? Làm một cái hoàn thành đúng không? Đấy thể nó nó có nghĩa là gì ạ? với à, VT shimaimashita nó có nghĩa là làm triệt để. Nhưng mà VT shimaimashita thì nó còn thể hiện là gì ạ cái ý tích nuối thì ở đây chúng ta có là các tê ca thì nó có nghĩa là gì ạ là chiến thắng đúng không đấy ở Nhật thì trước khi đi thi hay là trước khi mà đi thi đấu người ta thường tặng nhau kích két ấy, bởi vì là gì ạ nó đọc phía đâm nó ra là kích độ cát là nhất định chiến thắng đấy, cũng vui đúng không? nhưng mà không thể nào mà đội của bóng yêu thích của tôi là chiến thắng mất rồi được đúng không tô tê tô tê thì nó là gì ạ tô tê thì nó là lấy tô đựng nó là giật lấy này Uh, OT ô uh, nó là gạch hoặc là ô thì nó là gì ạ đuổi theo uh, makete makete đúng không là thua và để đáp án của chúng ta sẽ là makete đúng không makete đấy các bạn đều trả lời đúng là uh, makete ở uh, skina no chimu ga makete shimaimashita cái đội bóng ưa thích của tôi cái đội bóng mà tôi rất là ưa thích ý, thì đã làm sao đã bị thua mất rồi à, đọc cái câu này fan mu chắc là thấm lắm đây anh Ok, câu số 24 này, câu số 24. Mise kara oku diamond, diamond là cái viên kim cương đúng không? Ở đây thì là gì ạ? Chúng ta có cái so này. Xô ở trong N4 thì chúng ta có hai cái xô đúng không? Hai cái xô, một cái xô là gì ạ? Bỏ đuôi của một cái xô là nó sẽ là đi với các thể thông thường. Thế thì cái xô này ở đây đáp án chúng ta là thể tà như vậy. Cái xô này là xô nghe nói so mà đi với cả thể thông thường ấy, Thế là gì ạ? ở đây chúng ta sẽ hiểu là gì? tổ uh, cái viên kim cương mà một uh, trăm triệu yên ấy thì làm sao đấy? nghe nói là đã bị làm sao đấy từ cửa hàng đúng không? thế thì ở đây chúng ta có là <laughs> Harawarete tức là uh, à harareta tức là gì ạ? động từ nguyên gốc của nó sẽ là <laughs> hara <hà> hara <-u> có nghĩa là gì ạ? trả tiền. nerareta <laughs> ner có nghĩa là ngủ. nusuma reta nusuma nusuma nó có nghĩa là ăn cắp đúng không đấy thì ở đây nó chính là cái đáp án số 3 rồi là gì nữa nghe nói đúng không nghe nói là cái viên kim cương mà, mà 100 triệu yên ở trong cửa à, nó đã bị ăn cắp nó đã bị đánh cắp từ cửa hàng rồi đấy hidakari uh, hidakari tả hidak um, tự thì nó là gì mở một cách từ từ mở một cách dần dần đúng không ạ ok đấy là cái đáp án của chúng ta nhé rồi câu số hai mươi hai này 25, 26, 27 này OK,、ね、家の近くであ車とバイクの何々がありました。ありました。うん。お題のコンラジーがば。うん。力。ああ、わらじだ。あわら。ー。何ルー。何ルー。 kiểu kiểu như thế. Shikou tai cô tổ việc Yoshi nó là việc bận đúng không? Thế ở đây thì đáp án chúng ta sẽ là gì ạ? Shikou sẽ là đáp án được chọn đúng không? Thế là gì ạ? Ie no chikaku de ở gần nhà tôi này thì làm sao ạ? Uh, kuruma to baiku no shikou ga arimashita. Nó có một cái việc là nó có một cái vụ tai, tai nạn giữa ô tô và xe máy. Đấy, cái đáp án chúng ta đáp án số 2 đúng không? Lý do. Ok, dương sở đáp án số 2 là chính xác nhá. Câu số 26 này, câu số 26 này. Ờ uh Nihon no sabisu service ở nước ngoài được giới là gì ạ? Cái 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 cái, cái service sự là gì ạ? Cái dịch vụ của Nhật Bản ấy thì làm sao? Đang được làm sao? Đang được giới thiệu ở ngoài ở nước ngoài đúng không? Thế thì ở đây thì nó chúng ta có là gì ạ? Sangyo. Sangyo là cái, cái 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 ngành ngành nghề, công nghiệp đúng không ạ? Ở uh, seiki seiki nó là thành tích. Seiki nó là thành tích này. Ở uh, kyuko kyuko nó là tốc hành. Đấy. và gin Jinko. Jinko là dân số như vậy là gì ạ ở đây chúng ta sẽ là chọn đáp án số 1 là hợp lý nhất đáp án số 1 của chúng ta đúng không đáp án số 1 có nghĩa là gì ạ cái ngành nghề cái công nghiệp dịch vụ ấy thì nó đang được đang được làm sao đang được giới thiệu ở nước ngoài Đấy. cái ngành nghề dịch vụ của nhật bản thì nó đang được giới thiệu ở nước ngoài Đấy. rồi ok rồi à. Yuko, À, bạn Linh chọn đáp án câu số 26 là Ikuko á. Uhm. Tàu tốc hành. Cũng à, nhưng mà ở đây nó là có cái chữ Sabisu rồi thế nên là dùng cái cô nó sẽ không hợp lý nha Linh nhá Rồi câu số 27 này, câu số 27 này. À, Asia de ichiban no o kimeru nani nani wa ashita desu. Tức là cái ngày mai đấy là cái gì này? À cái gì ạ? À? Asia de ở toàn châu Á này Ichibang nó Chimu, cái đội mà số 1 này. Okime là cái quyết định. Đấy tức là gì ạ? Cái quyết định cái 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 gì đó quyết định cái cái cái, cái đội bóng mà làm sao cái đội ở đây xin mượn là đội thôi không phải là đội bóng. Cái đội mà số 1 châu Á ấy thì là sẽ là vào ngày mai này. Ở đây chúng ta có Tsugo là gì ạ? Là cái điều kiện này là cái sự thuận tiện này là cái tình huống này. Đấy, Rekishi là lịch sử này. Rekishi là lịch sử này. Là lịch sử này kaiji thì nó là gì ạ? Kaiji nó là cuộc họp này. CI thì nó là gì ạ? CI nó là trận đấu. Thế thì ở đây là hợp lý nhất là CI rồi, đúng không? CI. え eh, no đúng Hôm qua cái trận đấu mà quyết định cái đội mà làm sao? Số 1 châu Á thì sẽ là ngày mai. Đấy. Câu số 28 này, câu số 28 này. Ok thương mình lý sản ok nhá. Thôi, câu số 28 này, ở à, Tak sang tổ gạo sakura no uh, sakura no ki no shita de nani nani o uh, thì ở đây chúng ta có là gì ạ? rất là nhiều người đúng không? rất là nhiều người thì đang làm cái gì đó dưới cái gốc cây hoa anh đào. Ở đây chúng ta có là hanami là ngắm hoa này. ở uh, yume là gì ạ? là mơ. ờ uh, koyo. koyo là gì ạ? cô dồ thì nó là gì nó là cái 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 hôm trước chúng ta cái buổi live lần trước chúng ta cũng gặp cái từ cô dồ này các bạn có nhớ nó là gì không Ê, bạn nào xem buổi hôm trước thì các bạn có cũng có thể là các bạn sẽ nhớ cái từ cô dồ này nó là cái cây lá đỏ nói chung ấy Đấy, cái cây lá đỏ nói chung nó có chung cái chữ hán với cả cái từ momiji À, hồng diệp. Đấy, momiji thì nó chỉ một cái loại cây cụ thể, còn cái koyo này là cái loại cây mà nó có khả năng đổi lá sang màu đỏ nói chung. Shizen nó là tự nhiên và đáp án ở đây thì chúng ta sẽ là gì ạ? Ừ, đáp án ở đây nó sẽ là gì? Hanami đúng không? Hanami o à, shite imasu. tại sao nó không phải là mơ dưới gốc cây á? Bởi vì là gì ạ? Là là là, là, là nếu mà mơ dưới gốc cây thì nó sẽ sử dụng yume cộng với cả tính động từ khác đúng không? Đấy. Ok, câu số 29 này, câu số 29 này. Ờ kino no à jishin de nani nani o shita hito ga imashita. Tức là có cái người đấy à, có cái người đã bị làm sao đó do cái cuộc động đất của ngày hôm qua, đúng không? Đã có cái người bị làm sao đó do cái động đất của ngày hôm qua. Dư sự vắng nhà, ư sộ nói dối, kê gạo vết thương, thai in, viện và ở đây đáp án chúng ta sẽ là đáp án đáp số 3 sẽ ra phải chính xác nhé lý sang chọn đáp án số 3 ok ờ, tức là gì ạ cũng đã có cái người đã có những cái người mà bị thương do cái trận động đất ngày hôm qua câu số 30 này câu số 30 này tenki nani nani o mite kasa o motte de tức là cái gì đó chúng ta xem cái gì đó liên quan đến cái thời tiết này rồi sau đấy là gì ạ chúng ta cầm ô và ra ngoài thế thì đọc ở đây thì nếu mà dựa vào trong tiếng việt thì chúng ta cũng có thể đoán là gì ạ đấy là cái chương trình gì dự báo thời tiết đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta có là gì ạ? Ở giáp bản số 1 Hanashi câu chuyện Nikki nhật ký Bangumi chương trình à, uh, là gì ạ? Là dự báo. Thế thì ở đây ừ. chúng ta sẽ chọn đáp án là giáp số 4. Ừ, tên kỳ Yoho nó là cả một cái cụm dự báo thời tiết luôn. Tên kỳ Yoho Mite ở các số một tên Tôi đã làm sao ạ? Xem cái dự báo thời tiết rồi cầm ô và đi ra ngoài. Đó câu số 31 này câu số 31 này totemo kì nani nani ga um chikaku made kite imasu ừ, đáp án của chúng ta sẽ là gì nhỉ ừ, tức là gì ạ à? một cái gì đấy nó rất là to đang vào gần đang 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 vào gần đúng không ở đây chúng ta có là tai phu tai phu nó là gì ạ à? tai phu nó là cơn bão này yuki nó là trận tuyết này Kaze nó là cơn gió này a mẹ nó là cơn mưa thế thì đáp án ở đây nó sẽ là gì ạ à? tai phu có một cái cơn bão rất là to thì đang làm sao đang vào gần đây Đấy, câu số 32 nhé câu số 32 của chúng ta này à, kasu cử gạ ta để một inai to kỳ nhị nã ni nã ni nhị ở hai ra ở đây thì nó cũng có thể là gì ạ có thể vào hoặc là gì ạ bị vào đúng không? Thì ở đây chúng ta phải dịch cái câu đằng trước đã cái cụm mà đằng trước đã các số cử gạo đa đề một y nay tôi kỳ khi mà gia đình không có một ai ấy, thì làm sao đấy chúng ta có tê bức nó là cái bao tay đấy ở à, suri đi nó là cái gì các bạn suri nó là gì ạ <laughs> sư đi <laughs> nó là cái việc là in ấn sư đi nó là in ấn này dư sự nó là vắng nhà này và dorobo dorobo nó là kẻ trộm như vậy đáp án của chúng ta sẽ là đáp án số 4 đúng không tức là gì ạ khi mà gia đình không có ai đúng không khi mà gia đình không có ai để làm sao thì đã bị kẻ trộm nó vào trong nhà mất rồi đấy rồi ok câu số 33 này 33, 34, 35 nhá là xem này Konokaji, kaji ở đây nó là gì ạ? Cái trận hỏa hoạn. Konokaji ga okita tức là gì? okita ở đây nó không phải là gì ạ à, thức dậy mà nó là xảy ra cái 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 gì đó xảy ra cái cái cái, cái trận hỏa hoạn này ấy thì làm sao mata wakati masen vẫn chưa được biết Đấy, thì ông của chúng ta ở đây là shumi cái sở thích này genkin à quên gen in thì là gì ạ nguyên nhân tame thì nó là vì và iken thì nó là ý kiến thì đáp án ở đây của chúng ta sẽ là gì ạ à gen in đúng không Đấy, đáp án của chúng ta sẽ là gen in cái nguyên nhân xảy ra cái vụ cháy này ấy, thì làm sao đến giờ vẫn chưa được biết Đấy. câu số 34 này câu số 34 Đấy. Ồ, không phải đáp án số câu số 32 nhé là đáp án số 2 à, đáp án đúng rồi câu số 34 này câu số 34 này Ienomae ni shiranai hito ga đệ tức là gì ạ bởi vì ở đằng trước nhà tôi ấy, thì là có một cái người không biết không quen không biết gì cả thế nên là gì ạ nani nani o oh, yobimashita. tôi đã phải gọi ai đó hỏi cái gì đó này chúng ta có kê sát sự là cảnh sát này cô sự là giao thông này cô bang là đồn cảnh sát này eh, cứu, cứu xa, nó là gì ạ xe cấp cứu thế thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng là gì ạ à, kê sát sự Đấy, kê sát sự còn nếu mà chúng ta muốn sử dụng là cô bang nhé thì chúng ta phải thay đổi cái trợ từ này Đấy, không phải không không sử dụng trợ từ ố để mà kết hợp với cả cô bằng không thể nào mà gọi đồn cảnh sát được đúng không? Đấy, mà phải là gì ạ? Gọi tới đồn cảnh sát. Đấy. Câu số 35 này. namu kara news của nani nani shimasu. chúng ta có là gì ạ? À, từ uh, từ Việt Nam này thì cái, cái 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 tin tức nó làm sao này? Thì là gì ạ? Chúng ta có nô tộ, nô tộ là gì ạ? Nô tộ là quyển vở đúng không? Report là báo cáo này. đa double nó double nó là gì ạ? Gấp đôi sai in nó là gì ạ? Sai in nó là chữ ký đúng không? Cái từ sai in này không hiểu sao ở trong cái bài này nó có rất là nhiều các bạn ạ. Đấy. Thế ở đây là đáp đúng không? Đáp án của chúng ta sẽ là đáp Cái tin tức là gì ạ? Tôi đã sao? sẽ gấp đôi cái tin tức mà từ Việt Nam. Đấy. Việt Nam nó sẽ dần dần nổi tiếng. Đấy. Câu số 36 này. Jishin de manson no nani nani ga tomatte imasu ở đây nó có nghĩa là gì ạ? Do cái trận động đất thế nên là gì đấy? Uh, tomate mas đúng không? Đó là gì ạ? Uh, uh, cái gì đấy nó ngừng lại đúng không? Chúng ta có cô sự nó là gì ạ? Cô sự nó là cái khóa học. Ờ uh, beranda, beranda nó là gì ạ? Là cái ban công và uh, city thì nó là gì ạ? City thì nó là cái công phải là gì ạ? Elevator nó là thang máy và đáp án của chúng ta sẽ là đáp án số số mấy các bạn nhỉ? Ê, số mấy nhỉ? Câu số 36 đáp án số mấy nha mọi người? À, câu số 4 đúng không Ê, beta, ele sẽ là đáp chính xác. Cảm ơn Hoàng Thương. Ê, jishin de Tức là gì? Cái 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 gì? Cái thang máy của cái tòa trà, cái tòa thang máy của cái tòa chung cư này thì làm sao ạ? Nó đã bị dừng lại, nó đang dừng lại do cái chất độc đất. Đấy, thì rất là rất là rất là đơn giản thôi. Đấy. Ok, chúng ta đến với cả những cái câu liên quan đến cái phần ngữ pháp nhé. Kanji ga oi kara đây là cái cấu trúc gì ạ? Đây là cái cấu trúc mà chúng ta gọi là gì ạ? có thể làm được một cái việc gì đó. Ở N4 thì chúng ta học về cái là gì ạ? thể khả năng đúng không? Thì thể khả năng là một cái cách để mà chúng ta nói một cách là gì ạ? thông thường và rút gọn hơn của cái câu mẫu câu này cô tộ thì chúng ta cũng biết rồi cô tộ nó là một cách để mà danh từ hóa dekimas có nghĩa là có thể hoặc là hoàn thành nôm na cái câu này nếu mà sử dụng nguyên gốc cái là cụm là gì ạ vê cô tộ gạo dekimas thì chúng ta sẽ hiểu rằng là gì ạ là có thể làm được cái việc đấy, đấy. À, ở đây đúng không? Chúng ta sẽ chọn là đáp án số mấy nhỉ? Câu số 7 à, 37 này, chúng ta sẽ là gì ạ? về đự cô tổ gạt Dekimas đúng không? Đáp án số 2 đúng không? Đáp án của chúng ta là đáp án số 2. Đấy. Eh, kanji oi kara, no Tức là gì ạ? chữ hán thì có rất là nhiều nên là gì ạ tôi không thể nào đọc được bằng tiếng nhật Ừ, có một câu nói không biết là đùa hay là thật đấy là gì ạ học sinh phải mất khoảng tầm 12 năm học để có thể đọc được một tờ báo nhật nghe nó cũng có tí gọi là ghi hướng đúng không ok câu số 38 này câu số 38 mươi tổ gạ ở ở vô định ở đây chúng ta có là okidu ok okide okidare ừ, chúng ta sẽ phải chia đúng không động từ okimas nó là gì ạ à? động từ okimas là động từ nhóm 2 đúng không động từ nhóm 2 thế nên là gì ạ à? nó sẽ phải được bảo tồn cái oki ok. đầu tiên nó là như vậy tự là gì ạ à? động từ thể tự okide thì không có cái cái thể nào là có cái dạng okide đúng không và là okida là chính là động từ là chia được thể chia về thể khả năng hoặc là thể bị động đúng không ạ thì ở đây thì chúng ta sẽ là chọn cái đáp án số 4 đúng không chọn cái đáp án số 4 đấy arubai tổ gạo vô đựng mộ arukara bởi vì là gì ạ cái cái việc làm thêm ấy, cái việc làm cái công việc làm thêm ấy thì uh, ngay cả buổi tối cũng có này thế nên là gì ạ okidarimasen sáng thì khó mà có thể dậy được sáng thì khó mà có thể dậy được Đấy. Câu số 39 này, câu số 39 chúng ta có là gì ạ? Tomodachi ga asobi ni kimasu kara. Tức là gì ạ? Bởi vì bạn tôi nó sẽ làm sao? Nó sẽ đến chơi, đúng không? Bạn đến chơi nhà đúng không? Hea o kirei ni nani nani. Đấy thì ở đây thì chúng ta có là gì ạ? Shimasu này, narimasu này, dekimasu này và yodes. Yodes thì nó có nghĩa là gì ạ? Yodes đây là cái mẫu cấu trúc mà chúng ta sử dụng nó mang cái nghĩa là gì ạ? Là có vẻ, hình như đúng không nó không liên quan ở đây là kết hợp với cả là gì ạ tính từ đấy dekimas uh, dekimas thì là gì ạ nó có là có thể thì nó cũng không, không không hợp lý ở trong cái câu này decimas nó cũng không hợp lý trong câu này ở đây chỉ chúng ta sẽ chỉ có là gì ạ shimas hoặc là narimas nhưng mà chúng ta thứ nhất là gì ạ chúng ta cần phải chú ý đến cái trợ từ ố liên quan đến cái hê dạ này này cái trợ từ ố liên quan đến cái hê dạ tức là gì ạ làm một cái việc gì đấy nó tác động với cái căn phòng Kirei ni shimasu hay ni narimasu đều có thể đi được với nhau, đúng không ạ? Kirei ni shimasu tức là làm cho cái căn phòng, làm cho sạch sẽ, làm cái gì đó cho sạch sẽ. Đấy. Kết hợp ở trong cái câu này thì chúng ta sẽ hiểu rằng là gì ạ? Tôi sẽ làm cho cái căn phòng nó trở nên sạch sẽ, đúng không? Nhưng mà nếu như mà là narimasu, thì nó sẽ là gì ạ? Tôi sẽ làm sao? À, cái căn phòng nó trở nên sạch sẽ, như vậy là gì ạ? Nó sẽ là gì ạ? Nó phải là gì ạ? Trợ từ gá chứ không phải là trợ từ ố nếu như là chúng ta lựa chọn cái đáp án là narimasu. Nên là ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án là Shimat mọi người nhé Sensei thấy rất là nhiều bạn chọn đáp án số 2 Sensei thấy rất là nhiều bạn chọn cái đáp án số 2 đấy, Sensei thấy rất là nhiều bạn chọn đáp án số 2 Tuy nhiên nó là đáp án số 1 nhé các bạn nhé đấy, Cái cặp từ Shimat và Narimas nó sẽ còn được cặp lại trong N3 Rất là nhiều đấy Ok, câu số 40 này Câu số 40 này Atarashi Apato wa dou desu ka? Apato wa dou desu ka? Có nghĩa là gì ạ? có nghĩa là gì cái căn hộ mới thì nó như thế nào cái căn hộ mới nó như thế nào tô tê mu y để kara kirei na keshiki ga nani nani nan nani nani un đúng không thì ở đây chúng ta có là gì ạ rất là tốt này rất là tốt đấy à, gọi là gì từ trong cái căn phòng ấy thì làm sao có thể làm sao cái cảnh đẹp đúng không? Thì ở đây bốn đáp án chúng ta đều liên quan đến chữ ngắm này đúng không? Chúng ta có là gì? Mirareta, mi mita, midu. Thôi thì bỏ qua cái mi tả mi dự đi Bởi vì ở đây là mi tả là đã nhìn mi dự là sẽ nhìn đúng không Nó không liên quan đến khả năng Chúng ta sẽ chỉ có phân biệt là gì ạ Mi ra đê tà với cả mi dự thôi à, Thực ra là nếu như mà ở đây mà nếu mà là mi ra đê dự Thì may ra chúng ta còn tí lăn tăn Chứ còn nếu mà ở đây mà là gì ạ Mi ra đê tà thì chúng ta sẽ chọn ngay là cái đáp án là mi dự Bởi vì ở đây nó chỉ muốn thể hiện là cái khả năng Có thể nhìn thấy cái Có thể ngắm cái cảnh đẹp thôi Chứ nó không thể nào mà nó giải bày về một cái là gì ạ Về một cái việc mà đã xảy ra là tôi đã ngắm cảnh đẹp được đúng không ạ đấy còn cái 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 còn cái việc là gì ạ à, chúng ta có là gì đi <laughs> tả <laughs> à, còn còn cái còn lại thì chúng ta sẽ có là gì ạ ấy <laughs> thì chúng ta sẽ có là gì là 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 <laughs> với cả là gì tự <laughs> thì nó có cái gì khác nhau thì là nó dựa vào cái việc là gì ạ một cái là thể hiện sự tự nhiên và một cái là sự cố gắng đấy ví dụ như là chúng ta phải cố gắng chúng ta định trong đầu chúng ta định hình là chúng ta sẽ phải nhìn cái này và chúng ta cố gắng và cuối cùng chúng ta đã đạt được cái mục tiêu đó thì nó sẽ là gì ạ mirage còn nếu như mà là gì ạ cái hình ảnh của cái vật đó nó tự nhiên nó chui vào mắt của chúng ta thì nó sẽ là gì Mieru nôm na nó là như vậy thôi câu số 41 này Tanaka san ashita no hashi ni nani nani mas ka hashi desu ka hachi ji desu ka hay wakarimashita Ừ, anh Tanaka ơi, ngày mai lúc 8 giờ thì làm sao đó này 8 giờ phải không ạ? À, vâng, tôi hiểu rồi. Ê, chúng ta có ở đây là gì ạ? Kidare kureru, kora re và de Đây hoàn toàn là cái phần là chúng ta chia thể thôi, đúng không? Kimas đến đúng không ạ? Đưa về cái thể là gì ạ? Thể khả năng thì chúng ta là gì ạ? Chúng ta sẽ là đáp án số mấy các bạn nhỉ? Korare đúng không? Korare maska. À, anh Tanaka ơi, ngày mai anh có thể đến vào lúc 8 giờ được không ạ? À, 8 giờ phải không? Vâng, tôi hiểu rồi. Đó, đáp án của chúng ta sẽ là korare được. Đáp án số 3 nhé. Ok, câu số 42 này, câu số 42 chúng ta có là gì ạ? Câu số 42 Khi nội, ô naka ga itai to itte imashita ne Tức là gì ạ? Cái ngày hôm qua thì đã nói với tôi rằng là gì? Là đau bụng phải không? Eh, demo kyô wa amari nani nani narimashita Nani nani narimashita Đấy. Thì ở đây chúng ta sẽ có là gì ạ? Ừ. Cái tính từ của chúng ta nó sẽ là itai đúng không? Tính từ chúng ta đưa vào là itai. Itai khi mà kết hợp với cả là gì ạ? Narimas thì nó bởi vì nó là tính từ đuôi y thế nên chúng ta phải thay đổi y thành cự đúng không? Nhưng mà nhưng mà amari thể hiện là gì ạ? Cái tính phủ định ở đây. Thế nên chúng ta sẽ phải là gì ạ? Chọn đáp án số 4, ita cự na cự narimashita. Hôm nay thì không còn đã trở nên là không còn đau lắm. Đó.